Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng nhau bộ trang phục thời trang này là mình dán cho búp bê nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên cô đã phát thảo sẵn chì, hình vẽ, búp bê và những bộ trang phục lên tờ giấy trắng để rút gọn thời gian cho các bạn ấy. Và sau đó cô sẽ ghi lại bằng bút mực, đi viền lại tất cả các nét thật cẩn thận và chi tiết nhé các bạn. Cô sẽ làm hình dáng búp bê đấy các bạn. Những bộ trang phục thiết kế cho bạn ấy. Trong đó bao gồm những bộ váy dạng như học sinh này, những bộ áo khoác này, những bộ váy đi dạ hội. Chúng ta sẽ có thể rất là nhiều thể loại trang phục khác nhau để tự chọn khi búp bê chúng ta đi học hoặc là đi tiệc nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tô màu cho búp bê và các bộ trang phục nhé. Chúng ta nhớ thật khéo léo và tô màu sáng tạo nhé. Lựa chọn màu sắc kết hợp làm sao cho bộ váy của chúng ta thật là lung linh và thật là nổi nhé các bạn. Mama's gonna buy
giờ cô sẽ dán băng cứng lên để bảo vệ hình dáng búp bê và những bộ thời trang này trước khi cắt nhé. À, chúng ta dán luôn cả mặt trước và mặt sau để cho nó không bị rách nhé các bạn, và tăng thêm độ dày cho hình dáng nữa. Chúng ta tiến hành cắt các hình dáng này ra thôi các bạn. Cô sẽ cắt to khối trước, từng cái váy trên bịt ra trước, sau đó cô sẽ cắt kỹ lưỡng lại sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắt kỹ lưỡng từng phần ra này các bạn. Cẩn thận nhé, không là sẽ đứt vô hình của chúng mình đấy. Rồi các bạn thử ướm từng bộ trang phục về cho búp bê nào, thật là đáng yêu phải không? Chúng ta cùng bắt tay vào làm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Nhớ đăng ký theo dõi Mỹ thuật Thiên Thành nè.